Xin chào mọi người nhé. Hiện tại Lộc đang đứng ở cái đường hoa dã quỳ này mọi người. Năm nay đường hoa dã quỳ nở cũng đẹp lắm này mọi người. Có sương mù nữa. Sáng dậy thật sớm để săn sương mù thì chạy ngang qua đây thấy con đường hoa dã quỳ đẹp quá mọi người. Nên dừng lại quay này. Thì hoa dã quỳ sẽ nở từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 nhé mọi người. Nhưng mà đẹp nhất là trong khoảng tháng 11 này này. Đó, những cái bông hoa dã quỳ nó vàng rực rất là đẹp nhé. Ở đây có nguyên một cái con đường hai bên là có hoa dã quỳ này. Ở đây là những cái khu đất thời xưa mua để phân lô bán nền đấy mọi người. Nhưng bây giờ thì Bảo Lộc trở thành mồ chôn của những cái thương vụ đầu tư bất động sản. Nên đất bỏ hoang thì sinh ra những cái khu vực và những cái đồi hoa dã quỳ rất là đẹp này. Đây là một buổi sáng sớm có sương nữa. Đấy. Hoa dã quỳ nó nở cực kỳ đẹp luôn. Nhìn xa xa là những cái đám sương nó bay là lạ. Mùa tháng 11 này cũng là mùa để săn mây tại Bảo Lộc nha mọi người. Những cái khu vực như núi Đại Bình này, đèo mây Lộc Thành này, hoặc là đồi Dổi, đồi Bát Úp. Thì anh chị nào đam mê săn mây thì có thể xem những cái video Lộc ơi hướng dẫn chi tiết đường đi đến những cái địa điểm săn mây nhé. Thấy mọi người nhìn những cái hoa dã quỳ vào một cái buổi sáng sớm nó nở đẹp không? Rồi thì rất là nhiều sương. Nhưng mà xung quanh đây thì hoa dã quỳ nở vàng rực cả một cái góc con đường luôn. Quá là đẹp luôn mọi người. Hoa dã quỳ thì là một cái loài hoa nó mọc ở những cái bờ rào ấy mọi người. Người dân hay trồng hoa dã quỳ để làm bờ rào ấy. Hoa dã quỳ thì nó sinh trưởng rất là nhanh luôn ấy. Nhưng mà mỗi năm nó chỉ nở hoa có một lần thôi mọi người. Nó được ví như hoa hướng dương dài của Việt Nam luôn ấy. Để chạy ở khúc này đã thấy một cái vườn hoa dã quỳ này. Lộc đang đi từ hướng công ty SKV đi vô nhé mọi người. Đó, nguyên một đoạn đường hoa dã quỳ đẹp không. Bây giờ thì sẽ chạy qua đường Nguyễn Trãi. Cái khúc đường Nguyễn Trãi là mấy năm trước là cũng rất là nổi tiếng về con đường hoa dã quỳ. Bây giờ thì chạy qua cái khúc đường Nguyễn Trãi xem có hoa dã quỳ không nhé. Cái khu vực này cũng được xem là những cái địa điểm săn hoa dã quỳ đẹp tại Bảo Lộc cho mọi người. Còn cái khúc sân bay Lộc Phát nữa, không biết năm nay nó nở như thế nào, tại vì Lộc cũng chưa có thời gian để đi qua bên đó mọi người. Ai đã săn mùa hoa dã quỳ ở sân bay Lộc Phát thì cho Lộc comment bên dưới xem năm nay hoa dã quỳ nó có đẹp không nhá mọi người. Đây, còn khúc này là cái khúc mà làm mưa làm gió của năm ngoái về con đường hoa dã quỳ ở Bảo Lộc này. Nói thật là cái hoa dã quỳ ở khúc này này, cái khúc mà Lộc đang quay ấy, sẽ đẹp hơn rất nhiều so với sân bay Lộc Phát nha mọi người. Tại sân bay Lộc Phát là một cái đường thẳng mà cái đường nó rộng nữa ấy. Quay hai bên nam đường đi nó cũng không đẹp lắm. Còn ở đây có view núi non hùng vĩ này, sương mù giăng lối. Hai bên đường thì hoa dã quỳ nở rất là chiêu luôn đấy, chạy ở cái cung đường này là cực kỳ chiêu rồi. Nếu anh chị đến với Bảo Lộc thì cái cung đường ở đây là một lựa chọn nhé. Còn bên sân bay Lộc Phát thì nó cũng có con đường nhưng mà chụp hình nó lên nó sẽ không đẹp bằng ở đây đâu mọi người. Đó, mọi người nhìn cái khung cảnh ở đây nó hùng vĩ không? Xa xa là sương mù kìa. Xung quanh đường thì vừa có cỏ lau hồng, vừa có hoa dã quỳ nữa. Mà nó nằm ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc luôn nha mọi người. Cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 4-5 km thôi. Đây là Lộc đang check in cái mùa hoa dã quỳ này. Không biết thu âm sao mà không nghe tiếng nên về phải thu lại nha mọi người. Đây là cái khúc đẹp nhất kìa, có cái con đường quanh co. Hai bên là hoa dã quỳ cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đến đây check in thì bao đẹp rồi. Để mọi người nhìn ha.
cái con đường ngoằn ngoèo mà hoa dã quỳ nó nở. Mọi người mà đi vào cái buổi hoàng hôn ấy, hoặc là có nắng thì còn đẹp hơn nữa nha. Tại hôm nay trời có sương ấy, nên cũng những cái quay lên nó không được đẹp lắm nha mọi người. Đó, nhưng mà nhìn thì cũng rất là tuyệt rồi. Ai mà đã đi đến con đường hoa dã quỳ này thì comment bên dưới cho Lộc và mọi người biết cái cảm nhận nhé. Chắc chắn là cũng khá là tuyệt vời ấy. Đó, cái con đường thì nhỏ nhỏ đúng không? Hai bên thì hoa dã quỳ nở cực kỳ đẹp rồi. Ở đây mà ngắm hoàng hôn nữa thì tuyệt vời lắm á mọi người. Nên mọi người chọn cái lúc mà hoàng hôn để đi đến đây là tuyệt vời lắm nhé. Tuy nhiên thì bão Lộc mà những cái ngày gần đây á, buổi chiều hay mưa lắm mọi người. Nghe nói là ngập cả cái đường Lê Văn Tám ở Bảo Lộc luôn mà. Nên buổi chiều hoàng hôn chưa xuất hiện nhé mọi người. Mong rằng thêm vài ngày nữa khi mà nắng lên ấy, thì sẽ ngắm được hoàng hôn tại Bảo Lộc. Đó, mọi người nhìn cái cung đường ở đây đẹp không? Đó, đây cũng được xem là một cái cung đường phượt rất là chiêu ở Bảo Lộc luôn ấy. Và cái mùa này có hoa dã quỳ kìa. Đó, sương mù nó giăng lối nguyên cả cái khu vực thành phố Bảo Lộc ở phía trước màn hình đấy mọi người. Đó, đường ở đây thì rất là vắng và ít xe nhé. Đến đây chụp hình check-in thì không lo bị ai làm phiền hết. Đó, bây giờ thì Lộc sẽ quay lại cái con đường hoa dã quỳ ở phía bên đường Nguyễn Tri Phương nối dài này. Nó đứng ở đây chụp hình ngay giữa cái con đường với thêm hoa dã quỳ nữa thì cực kỳ tuyệt vời đúng không mọi người. Ở đây thì dây điện cũng ít này, nên chụp hình cũng không sợ dính dây điện. Đây, ở đây cũng có một cái vạt hoa dã quỳ đẹp lắm này. Đó, đây đây, cái khúc này đây mọi người. Đó, có cái con ngôi nhà chiêu chiêu kia nữa kìa. Đó, xung quanh đây hai bên đường là hoa dã quỳ nở vàng rực luôn. Không nhìn đẹp ghê mọi người. Hình như cái khúc Sen Villa cũng có một cái vạt hoa dã quỳ cũng gần đây này. Nên Lộc sẽ chạy qua đó xem thử nha mọi người. Hôm nay sương mù giăng lối nhìn cái tầm nhìn nó không được xa, nhưng mà tạo ra những cái điểm nhấn khá là đẹp đúng không mọi người. Đó, hoa dã quỳ nó nở vàng rực đẹp ghê. Đó, nguyên cái khúc đường ở đây toàn hoa dã quỳ không thôi. Tại vì cái khu vực ở đây đất đa số là bị bỏ hoang vì chủ không có sản xuất nông nghiệp ấy mọi người. Và nhưng mà nhờ vậy thì những cái cây hoa dã quỳ lại nở rất là đẹp, tạo nên một cái điểm nhấn cho thành phố Bảo Lộc. Thì nếu mà xét về đường hoa dã quỳ thì Bảo Lộc không thể đò bằng Đà Lạt được mọi người. Vì ở Đà Lạt nó có những cái con đường nhỏ nhỏ, nguyên một cái quả đồi hoa dã quỳ luôn. Hoặc là ở trên ở đâu ta, Măng Đen hay ở đâu á, có cái đồi hoa dã quỳ cũng khá là đẹp, mỗi năm rất là thu hút du khách. Wow, chạy qua bên đây thấy một cái khung cảnh sương mù này mọi người. Thì dưới là cái thung lũng á, nhà ở san sát nhau luôn kìa. Đó, để dừng lại xem coi cái khung cảnh ở đây có đẹp không. Đây là cái khúc Sen Villa này mọi người. Đó, nhìn thẳng qua cái khung cảnh thành phố Bảo Lộc ở xa xa kìa. Sương mù giăng lối cũng tuyệt vời lắm. Đây, cái góc chụp hình ở này cũng đẹp đó mọi người. Có cái ngôi nhà rồi có thêm cái hoa dã quỳ nữa này. Chụp ở đây lên hình chắc cũng rất là đẹp luôn. À, đây là cái địa chỉ cái con đường hoa dã quỳ khá đẹp ở Bảo Lộc nha mọi người. Đó là đường Nguyễn Tri Phương nối dài. Mọi người chạy thẳng vô nhé. Đây này, công ty SKV Bảo Lộc này. Đây, mọi người cứ chạy thẳng
vô cái đường này. À này, cái chỗ cái khúc Sen Villa, đường Nguyễn Trãi cũng được nha mọi người. Đây, chạy thẳng thì cái đường Hoa Dã Quỳ nó sẽ nằm ở cái đường Nguyễn Trãi này này. Để Lộc bật vệ tinh lên này mọi người. Đó, nó sẽ nằm ở cái khúc quẹo giữa đường Nguyễn Trãi này này. Đây, cái khúc này là cái khúc đường Hoa Dã Quỳ nha mọi người. Thì mọi người cứ search Sen Villa này. Đó, sau đó thì sẽ đi tới nhé. Đây, Sen Villa này. Đó, và đi tới cái khúc này sẽ thấy con đường Hoa Dã Quỳ nhé. Còn đi ở đường Nguyễn Tri Phương thì cái khúc có cái tòa nhà này này. Từ SKV đi vô ở khúc này cũng có cái vườn hoa dã quỳ đẹp lắm này. Thôi, video Lộc ơi xin dừng lại ở đây nhé. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn mọi người.